cả nhà, hôm nay là má hai vlog đi về quê nha. 10 giờ rưỡi đêm à, ở đây là chuẩn bị thôi nồi cho đứa cháu, làm bếp rau ha. Dựng rạp này gọi là dựng rạp hay dựng trại? Dựng rạp thôi nôi. Đây là một người đẹp. 10 rưỡi đêm rồi. Bóng mà ha, đẹp quá, đèn